đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trên sân tập thuộc khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno, chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Indonesia diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Trước đó, sau chuyến bay từ Hà Nội, các cầu thủ đã dành trọn buổi chiều để nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng. Nhiệt độ ngoài trời buổi tối tại Jakarta cũng khá dễ chịu, dao động từ 27 đến 29 độ C, khá thuận lợi cho việc tập luyện và thi đấu. Tại buổi tập, huấn luyện viên Philippe Thuzier tiếp tục triển khai giáo án quen thuộc. Tuy nhiên, cường độ vận động đã được đẩy lên cao hơn nhằm giải phóng sức ỉ cho các cầu thủ. Nhà cầm quân người Pháp cũng đang có trong tay lực lượng sung sức nhất, không có trường hợp nào bị chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe. Do Liên đoàn bóng đá châu Á không cho phép tuyển Việt Nam và Indonesia tập trên sân vận động Bung Karno để bảo dưỡng mặt cỏ phục vụ cho trận đấu ngày 21 tháng 3, nên hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Philippe Thuzier sẽ có buổi tham quan sân vận động này nhằm giúp các cầu thủ có cảm giác tốt hơn về không gian của địa điểm thi đấu.